Mẫn, anh sẽ giúp em nói chuyện với ba mẹ. Điều kiện là gì? 5 triệu. Cái gì? 1 triệu. Điên hả? 250. Nếu như em thấy mắc quá thì thôi. Cái gì? Sao có 200 ngàn vậy? Anh nát vừa thôi, vô đây để tôi xài nữa chứ. Tháng sau có tiền lương là đưa anh liền đó. Đồ ác mà. Cái gì? Hả? Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Trời đất ơi, trễ giờ rồi không kêu mấy đứa nhỏ dậy đứng dòm cười vậy trời. Mẹ, cái gì? Công nhận, hai đứa con nó đẹp quá mẹ ha. Nhìn tụi nó ngủ như thiên thần luôn ha mẹ ha. Ừ, cháu nội của mẹ mà. Trời ơi, đẹp trai, dễ thương. Đúng rồi. Trời mẹ, công nhận á, con nghĩ lại con thấy con giỏi ghê luôn á mẹ. Con sinh ra hai đứa con mà con nuôi nó, con dạy nó, lớn lên nó vừa đẹp, nó vừa giỏi. Trời, con thấy hai đứa nó tốt hơn hai đứa con của mẹ luôn đó mẹ. Ý con nói vậy là sao? Chứ mẹ thấy mẹ đẻ ra hai đứa con, mẹ thằng Hạnh và thằng Phúc á, đứa nào cũng đẹp trai mà đứa nào tính tốt hết trơn á. Con giỡn mà mẹ. Giỡn gì kia cô vậy? Bực bội sức. Làm như mình đó biết đẻ hả? Sáng sớm là muốn chọc cho chửi rồi à. Còn cái thằng này nữa, phòng không ngủ xuống đây ngủ à. Thật lớn để mẹ chửi hoài. Mẹ. Gì? Có gì ăn mới ngủ dậy đói bụng quá. Sao mỗi lần mà con gồng người hay là con khum người là con hay nó bị phọt hơi ra vậy ta? Bất lịch sự quá. Muốn gì thì đi chỗ khác đi, đứng gần người ta mà làm. Sáng sớm là người ta về thanh lọc cơ thể đó. Đi đi. Làm như bất ngờ lắm. Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ là bị huyết áp thấp mà mẹ còn không ăn sáng nữa. Lúc đó tụt đường huyết rồi sao? Khi nào tụt rồi mẹ ăn. Ha, hai cái thằng này lúc nào cũng trễ. Hôm qua coi phim khuya phải không? Dạ đâu có. Tại con học bài. Mọi đứa trả lời một câu là sao? Anh siêu ghê ha. Vừa coi phim mà vừa học bài được luôn. Quả là giỏi. Ừ, thì anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp. Chứ bây giờ anh muốn bét lớp như em cũng khó nữa. Ủa, mà phim gì vậy? Phim phiêu lưu thám hiểm hay lắm ba. Đưa cái link cho ba coi coi. Nha, em? Cái này ba đang rảnh. Em làm vậy là làm hư ba đó. Nói gì vậy? Rồi, thôi đi học lẹ đó, đi, đi. Mẹ nè. Dạ. Đem theo bánh mì ăn con. Dạ. Con. Dạ, nè. Cảm ơn mẹ. Nướng ổn. Cảm ơn nội. Ừ. Nè. Đi. Mẹ. Thưa cả nhà con đi học. Thưa cả nhà con đi học. Rồi. Mẹ nhớ thủ tục không mẹ? Ừ. Đừng có mẹ. Thưa mẹ con đi học. Đi. Lại đây. Nhanh lên. Dạ mẹ. Ừ. Học giỏi nha. Nó lớn rồi mà. Đâu có cần phải như vậy đâu. Lớn cũng còn con em chứ còn ai. Khớp vai. Ngược lại. Anh ơi chở bạn em về cẩn thận nha anh. Bye bye bà. Bye. Cô Duy Hiền. Đứng lại đứng. 1, 2. Kim Chi về nước hồi nào vậy? Kim Chi về nước hồi nào? Em đâu có biết đâu thầy. Hình dáng Kim Chi chỉ có một trên đời thôi. Không có người thứ hai đâu. Thầy nói vậy không hiểu gì hết. Nè, cô còn chối được đi hay không hả? Công nhận nha,
tướng anh á, cầm bao rác đi đổ sàn dễ sợ mà còn đẹp. Em cầm mới đẹp á. Thiệt không? Thiệt mà, không tin cầm thử đi. À, anh nghĩ là anh sẽ cầm. Má! Đi vô đây. Trời đất ơi. Đi. Nội của con nội. Cái gì vậy? Nhìn ớm sơm vậy? Nó đánh nhau ngoài đường, con đi về con thấy con xách tay nó về đây. Sao vậy con? Con đâu nó lộn ngoài đường đâu. Mày dám cãi hả mày? Hả mày? Mày dám cãi hả? Mày bị người ta đánh hay là mày đánh người ta mày đều sai hết đó chưa? Mày nghĩ sao mày kiểu giang hồ á? Trời đất ơi, mày làm gì mày quýnh nó dữ vậy? Nè, con nói dạy con là không được bảo hành. Mà tại sao mày quýnh nhỏ vậy nè hả? Thiệt tình luôn á. Đau quá nội ơi. Mày xạo chứ mày đau. Đau cái gì hả? Một là đưa điện thoại cho mẹ. Hai, đưa cái đích đây. Tôi nựng. Nhanh. Nè mẹ, mày đừng có nựng con nha mẹ. Đi. Cái thằng anh lẻo mép. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao lại đấm vô giường vậy ta? Im đi cái thằng này. Ba ơi, thằng Mẫn đánh chơi con bằng thằng kìa. Bà mới nghe con kêu anh con bằng thằng phải không? Không có đâu bà. Gia đình là gia đình có giáo dục. Ngay cả ông nội của con cũng kêu ba bằng thằng. Mẫn, anh sẽ giúp em nói chuyện với ba mẹ. Điều kiện là gì? 5 triệu. Cái gì? 1 triệu. Điên hả? 250. Nếu như em thấy mắc quá thì thôi. Rồi lỡ như làm thất bại rồi sao? Tôi bị mất tiền vô duyên hả? Thì bây giờ em đưa anh 50 trước đi. Sau khi thành công á đưa anh 300 còn lại cũng được. Gì? Anh mới nói với tôi là 250 rồi giờ 300 là sao? Thì trả sau mà lúc nào cũng mắc hơn trả trước đúng không? Sao? Em có đồng ý không? Khoan đã. Ký nhận vô đàng hoàng là sau khi thành công phải đưa Minh thêm 300 ngàn. Nhanh lên. Làm việc phải rõ ràng. Rồi, tụi đây. Hợp tác thành công. Đó. Con chào cả nhà. À, cả nhà chào con. Con với tư cách là anh của thằng Mẫn, con xin phép được chia sẻ vài điều về chuyện của thằng Mẫn. Sao con? Con biết là mọi người đang rất bồn chồn, hoang mang và lo lắng về cái chuyện đánh nhau của thằng Mẫn ngày hôm qua. Con là anh của nó, con cũng rất lo lắng cho nó. Con sợ một ngày nào đó nó sẽ bỏ nhà ra đi, nó sẽ nghỉ học, rồi sau đó sẽ tham gia băng nhóm xã hội đen. Trời. Dạ. Sau đó ba của mình vì thương thằng Mẫn quá sẽ tham gia vào băng nhóm xã hội đen đó luôn. Mẹ cũng làm xã hội đen, ông làm xã hội đen, bà làm xã hội đen, cuối cùng gia đình chúng ta là một tập đoàn xã hội đen. Trời đất ơi. Ý mày muốn nói gì? Tự nhiên mày xuống mày rủ nguyên gia đình tôi đi giang hồ hết, mày nghĩ sao mà nói mẹ mày là gái giang hồ, bà nội mày là gái giang hồ luôn hả? Đúng rồi con. Mẹ thì không sao, còn bà nội con gái làm chơi thì kỳ hết. Nói gì? Ý con muốn nói cái gì? Thưa cả nhà, thằng Mẫn nó khóc cả đêm qua. Hiểu gì? Dạ. Thì con tâm sự đến tận 2 giờ sáng. Nhưng mà đến 6 giờ sáng, lúc mà con tỉnh dậy á, thì thằng Mẫn không còn hồi nói. Nhưng vậy mà nó láo được thôi. Chỉ cần nó không chấp mắt thôi là con đã biết thằng Mẫn. Thử. Thôi lỗi lắm rồi. Xin cả nhà hãy cho thằng Mẫn một cơ hội nữa. Hãy tha thứ cho nó, đừng trừng phạt nó nữa. Ba thì lúc nào cũng sẵn sàng cho nó có cơ hội mà. Ba có bao giờ giận nó đâu. Quang Anh à, thằng Minh nó nói đúng á, con suy nghĩ lại đi. Cái gì? Sao có 200 ngàn vậy? Anh nát vừa thôi vô đây để tôi xài nữa chứ. Tháng sau có tiền lương là đưa anh liền đó. Đồ ác nào. Cái gì? Hả? Ừ?
muốn chết không? Muốn mẹ tịch thu điện thoại không? Muốn bị cắt wifi không? Thấy chưa, sợ tôi liền. Sợ tôi liền. Em xin lỗi. Em xin lỗi thầy Phúc. Tại em không biết nặng vậy luôn á. Nặng gì? Đánh khắp người luôn á. Dạ. Rõ ràng á, cô ta cố tình đánh chết tôi mà. Cô làm gì vậy? Dưới này sao chui được? Em xin lỗi. Đó, cô biết lý do gì sao á, chúng tôi phải ly hôn chưa? Lúc nào cũng vậy á, bù lu bù loa lên à. Và làm theo ý của mình không à, cứ cho mình đúng không à. Thật ra tính tình đó của Kim Chi cũng là sức hút của cô ấy đúng không? Cho nên mới khiến anh quay lại vậy. Không dám đâu. Tôi quay lại đây á để nói chuyện căn nhà, phân chia tài sản, chứ lấy tiền trả tiền cọc cho cô đó. Vậy hả? Hai người mà quay lại với nhau thì tốt biết mấy.